Nam diễn viên anh hùng xạ điêu Tăng Giang chết bí ẩn tại khách sạn. Thông tin nam diễn viên gạo cội Tăng Giang được phát hiện qua đời hôm 27 tháng 4 tại khách sạn khiến nhiều người khá sốc. Theo HK01 đăng tin, nam diễn viên gạo cội Tăng Giang vừa qua đời ở tuổi 87 khi đang thực hiện cách ly tại một khách sạn ở Tim Sa Chủy. Được biết, Tăng Giang đã trở về Hồng Kông một mình từ Singapore vào thứ Hai vừa qua 25 tháng 4 và ở tại khách sạn Con Long trên đường Na Thang ở Tim Sa Chủy, một khách sạn được chỉ định cách ly. Sáng 27 tháng 4, khi cán bộ sở y tế đang tuần tra thì thấy không ai trả lời. Nhân viên khách sạn ra mở cửa thì phát hiện một cụ già bất tỉnh trong phòng. Sau khi gọi điện cấp cứu, lực lượng công an và xe cứu thương đã đến hiện trường. Sau khi khám nghiệm, cơ quan chức năng xác nhận rằng người này đã chết và vụ việc được liệt vào vụ án phát hiện xác chết. Và danh tính của người chết sau đó được xác nhận là nghệ sĩ Tăng Giang. Hiện nguyên nhân cái chết của nam diễn viên vẫn chưa rõ nguyên nhân, cảnh sát hiện vẫn đang điều tra. Cũng theo HK01 cho biết, Tăng Giang phải dựa vào máy trợ thính để sống trong những năm gần đây. Thậm chí, cháu gái của nam diễn viên cũng cho biết Tăng Giang đã phải dùng thuốc thường xuyên do huyết áp cao, đi lại có sự hỗ trợ của nạn. Không những thế, vài tháng gần đây có tin tức cho biết nam diễn viên gạo cội đã bí mật nhập viện vì bệnh. Trước đó, nam diễn viên gạo cội cũng thẳng thắn thừa nhận mặc dù ngày càng nhiều tuổi, mang trong mình bệnh tật, đi lại khó khăn và nghe kém nhưng Tăng Giang chưa muốn giải nghệ và mong muốn cống hiến cho điện ảnh Hồng Kông. Vì thế, trong những năm gần đây, Tăng Giang vẫn cần mẫn làm việc. Trước đó, khi được phóng viên của một tờ báo Hồng Kông hỏi nam diễn viên suy nghĩ như thế nào về cuộc sống và cái chết, sự đoàn tụ và chia ly của con người, Tăng Giang từng nói: "Cái chết, tôi nghĩ đó là một nút thắt và hy vọng nhất của tôi là sẽ không có nút thắt trước khi qua đời. Quá nhiều tiếc nuối, vậy thôi. Còn một hy vọng nữa, khi qua đời phải tiêu hết tiền. Đây là suy nghĩ của tôi. Tôi không có ý bỏ con tôi cho con tôi không phải tiền mà là lý tưởng. Bởi không phải ai cũng có ý tưởng. Ngoài ra, tôi hy vọng khi chết, một nửa của tôi có thể vượt qua." Cái chết đột ngột của nam diễn viên gạo cội xứ Cảng khiến nhiều người sốc nặng. Hồ Phong, người bạn cũng là đồng nghiệp thân thiết của nam diễn viên Tăng Giang trong nhiều năm đã hoảng hốt trước sự ra đi của bạn mình. Nam diễn viên Trương Kiết Thanh, người từng đóng vai cha con với nam diễn viên gạo cội Tăng Giang trong bộ phim The Art Story, đã đăng trên Instagram để thương tiếc người cha tốt bụng. "Anh Cang, đó là một hành trình tốt. Tôi sẽ luôn nhớ những ngày mà chúng ta đã quay cùng nhau. Thế hệ trẻ sẽ luôn ghi nhớ điều đó. Nếu có kiếp sau, chúng ta hãy cùng nhau làm lại." Tăng Giang sinh năm 1935, đã có thâm niên 70 năm hoạt động nghệ thuật. Ông được biết đến qua loạt tác phẩm kinh điển của ATV và TVB như Tung Hành Tứ Hải, Thiết Tính Phong Vân, Điệp Huyết Sông Hùng, Câu Chuyện Cảnh Sát, Anh Hùng Bản Sắc, Đại Thời Đại. Tăng Giang nổi tiếng trên màn ảnh Hồng Kông với hình ảnh Anh Hùng Mặt Lạnh. Tuy nhiên, sau đó ông chuyển sang truyền hình và tạo ấn tượng sâu sắc với nhân vật Đông Tà Hoàng Dược Sư trong bộ phim TVB Anh Hùng Xạ Điêu năm 1983. Cuối năm 2015, nam diễn viên Tăng Giang lần đầu tiên đoạt giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Kim Tượng cho vai diễn trong bộ phim Thiết Thính Phong Vân 3. Tuy nhiên, điều khiến người Hồng Kông ấn tượng nhất phải kể đến quảng cáo thuốc nhuộm tóc mà anh quay những năm đầu và đã trở thành một câu vàng trong sự nghiệp diễn xuất của anh ấy. Năm nay, Tăng Giang đã góp mặt vào dự án điện ảnh Hành Động do Đại Lục và Hồng Kông hợp tác sản xuất Man on A. Ngoài ra, một số dự án có sự góp mặt của nam diễn viên gạo cội vẫn chưa được công chiếu như Hồng Kông Love Story,